Xin chúc mừng Ngọc Giàu và Văn Minh, mời hai con xuống đây. Rất là cảm xúc đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Khi mà chú nghe bài này á, chú tưởng tượng giống như là chú đang trong một cái nhà thờ á, giống như là cái thánh đường, và các con đang bắt đầu có một cái bản hòa ca, và tiếng ca của tụi con á, nó đi thẳng vào trong lòng của những người mà đang coi như là nhớ về mẹ. Đúng không? Đúng không chú? Chính xác là cái thánh đường của tụi mình. Đúng rồi. Cho nên là nhìn nó thiêng liêng lắm. Nhìn nó cảm giác là muốn cực kỳ, muốn tập trung và muốn ghìm mình lại và ngồi lắng nghe một cách trọn vẹn, chứ không muốn xa đà đi bất kỳ một cái giây phút nào hết, để nhìn hai nghệ sĩ cực kỳ trẻ tuổi này đứng ở trên chiếc sân khấu nhỏ xíu trên cái bục màu trắng đó thôi, nhưng cái giọng ca của tụi con nó lan tỏa một cách vô bờ bến. Chúc mừng tụi con. Dạ, tụi con cảm ơn chú. Xin mời cô Cẩm Ly. Cái bài hát này là một cái bài hát phải nói là bất hủ. Minh, con nói con có 11 tuổi mà cô thấy cái cách hát của con á, nó già dặn vô cùng. Già dặn lắm. Và con có một cái chất giọng nó còn nhỏ mà sao nó rền và nó có cái âm khè khè đó Vũ. Nó lạ lắm chị ơi. Nó càng khè. Bây giờ để em diễn tả lắm. Vậy cho chị nghe nha. Tức là mình mới nghe mình sẽ thấy rất là lạ. Cái này là hoàn toàn cháu xử lý chứ em không dạy nha. Em giao bài và em nói em nghe rồi em chỉnh đốn thôi, chứ hoàn toàn cháu xử lý. Để em so sánh cái này, giọng cháu kiểu như giọng của chị Phương Thanh vậy đó. Nó rất là lạ, cho dù nó không hoàn hảo nhưng mà khi mà hát nó chạm ngay cái... thẳng trái tim mình luôn. Mà cô thích cái giọng khè khè đó đó Vũ ơi. Em cũng vậy em. Nhiều khi nó trong trẻo là nó ngọt ngào thôi, nhưng mà nhiều khi những cái khè khè đó, nhưng mà trong đó nó chất chứa tình cảm, nó rất là ấn tượng đối với mình. Hai đứa tụi con hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng tiết mục của Văn Minh và Ngọc Giàu. Cảm ơn cô. Cô Ốc nãy giờ ngồi khóc bù lu bù loa luôn. Cho cô Ốc nói đi. Rồi cho cô Ốc nói trước đi. Khăn giấy của Ốc đâu? Chùi áo tôi nãy giờ. Cảm ơn chú Vũ. May là chú Nguyên Khang không có hỏi cô Ốc đầu tiên á. Chứ mà chú Khang hỏi cô đầu tiên là cô không thể nói được. Cô bị xúc động và cô nãy giờ cô gần như không thở được luôn. Một lý do nữa khiến cho cô cảm thấy rất là nghẹn ngào. Bởi vì ngay trong cái thời điểm mà chúng tôi ghi hình chương trình này thì vừa rồi có một chuyện không vui xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ cháy rất là lớn gây ra thương vong. Đó là một cái điều không ai mong muốn. Thì có câu chuyện về một người mẹ trong đêm, trong cái đêm tối như vậy, chạy từ tầng mười mấy xuống, điệu một em bé phía sau bằng cái khăn, tay phía trước thì bế một em bé nhỏ hơn. Ngay cái khoảnh khắc trên sân khấu, đèn đang tắt, khi tụi con vào câu hát, đèn sáng lên, tự nhiên cô hình dung tới cái khung cảnh đó. Trong cái lúc bi quan nhất, cùng cực nhất, đớn đau nhất, nhưng tất cả những gì người mẹ có đều là dành cho các con của mình. Cô rất là xúc động bởi điều đó. Cô cảm ơn Ngọc Giàu, cảm ơn Văn Minh, các con đã mang đến một tiết mục rất là tuyệt. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, con hát á, giọng con lịch lãm lắm. Con lịch lãm và tình cảm vô cùng. Còn bạn nữ nha, trong trẻo mà thể hiện. Khi mà đặt hai đứa con lên trên cái bục này, cô thấy giống như mấy cái cục thủy tinh á. Mấy cái quà lưu niệm. Mấy bé thiên thần mà trong cái đúng thủy tinh đó. Mật nhạc lên là cái cục đó nó xoay, rồi bên trong đó đó, có cảm giác giống như hai con búp bê trong đó, và nó mang cái âm nhạc du dương nó cho mọi người, mà khi bật nhạc lên là cảm thấy dễ chịu, đáng yêu và tình cảm. Cô rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh Vũ, cảm ơn chị Vân. Trăm ván nếu muôn phần lo toan, tại sao lại nỡ xa con? Vàng son lụa gấm cao sang với con chỉ là hư vọng. Sương gió
xưa vô công người thân thương. Một sương một nắng con mang lời xin nguyện ước đêm nay sẽ không dằn nặng thế này. Mai biết con mỗi đêm con hằng mong ba sẽ tìm về lại bên con như chim tìm về tổ. Chị rách con mang ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm no mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi. Tuy ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con, cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Về lại bên con như chim tìm về tổ ấm. Trời đông áo dần chị rách con mang ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ Cảm ơn diễn viên Trường Khánh và bé Tấn Tài đã trợ diễn cho phần thi này của Thái Hà. Chú Duy nghĩ rằng là cái bài hát này của con nó có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên là cô Ốc là người hiểu rõ hơn hết về cái ca khúc này, về cái điều này. Cô rất là cảm ơn con. Khi con hát bài này, trong lòng con cảm thấy sao? Dạ, con cảm thấy bài hát này rất là giống với hoàn cảnh của con. Tại sao giống với hoàn cảnh của con? Con nói cô nghe, con nói cho mọi người nghe. Con nói được không? Con không muốn nói không? Không nói cũng được, không sao. Con có bị buồn không? Không sao đúng không? Mời cô Ốc và bé. Bé hát rất là bình thản. Bé không có nức nở, nhưng mà làm cho mình rất là ngại. Hồi nãy lúc mà bé hát á, thì Vân nói thôi đừng khóc, không khóc, không khóc. Tại vì mình đã khóc vì chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngưng được. Gặp chú Duy nữa, mình dắt bé đi xuống chỗ của ông. Và lúc đó là chịu không nổi, nước mắt chảy quá trời. Nói chung là tới bây giờ sắp 2 năm, nhưng mà cô vẫn rất là nhiều đêm
Cô nhớ bố cô. Bố cô không có còn nữa, bố cô mất rồi. Cô nghĩ là đối với bất kỳ một ai, dù mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu không còn cha, không còn mẹ, điều đó không chịu được, không chịu nổi. Với Vân là như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được chuyện đó. Nếu mà các bạn, những ai mà còn cha còn mẹ, phải trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cha mẹ của mình, làm mọi điều cho đấng sinh thành của mình. Tại vì một ngày nào đó mà không còn nữa thì mình sẽ thấy là giờ có bao nhiêu, có mâm cỗ đủ đầy như thế nào cũng không thể nào bù đắp nổi. Thôi xin lỗi mọi người, tại vì Vân không có muốn làm cho không khí trùng xuống hay là bắt mọi người phải nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình quá nhiều. Và cảm ơn con rất là nhiều. Với cái ca khúc này thì em mong là tất cả các bạn đồng trang lứa với bé sẽ có thể hiểu được những cái thông điệp và những cái giọt nước mắt mà chị dành cho người bố kính yêu của mình, dành cho gia đình, để từ đó các bé có thể có được những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với gia đình của cảm mình. Cảm ơn em Đào Duy. Cảm ơn con và chúc mừng con nha. Cô rất là thích giọng hát của con. Giọng hát của con nó nhiều tâm sự lắm. Nó làm cho người ta đồng cảm và thương con ngay lập tức luôn. Cảm ơn cô. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hàng ghế của mình ạ. Xin mời các thầy cô của lớp học Nhi Sắc Nhí có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Thầy Đại có thể chia sẻ tí xíu. Ở Thái Hà là một bé có thể nói là chững chạc trước cái tuổi. Đúng ra là Quốc Đại sẽ không chọn bài này thi đâu. Tại vì trước đó thì con tự động con buồn, nhưng mà khi mà tới cái giọng này thì con nói: thầy ơi, cho con hát bài này, con tặng cho ba của con. Bởi vì từ nhỏ cho tới lớn, cả thế giới của Hà chỉ có ba Hà thôi. Hà không có được cái tình thương của mẹ, nên cho tới bây giờ thì có lẽ là Hà không biết mẹ luôn. Thành ra cái cả cái thế giới đó được gói gọn trong bài hát hôm nay Hà đã gửi tặng cho ba. Ba con sẽ rất tự hào về con nha Hà. Xin mời thầy Đại Nghĩa. Chắc chú Nghĩa phải phong tặng cho con danh hiệu hoàng tử u sầu quá. Hoặc là con hát bài buồn con buồn, hoặc là con hát những người xung quanh buồn đến rơi nước mắt. Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra đó là một cái cảm xúc rất là đẹp khi mình dành những cái tình cảm cho những người thân yêu của mình ha. Chú Nghĩa cũng không còn ba, chú Nghĩa cũng mất ba cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Cho nên khi nghe cái bài hát của con, chú Nghĩa rất xúc động. Giọng hát của con, cái giọng nó đẹp vô cùng. Cái âm sắc giọng hát của con nó hay, nó đẹp. Cái ngân, cái rung nó cũng đẹp. Nó làm cho ai nghe cũng sẽ cảm thấy xao xuyến. Mà khi hát một cái bài đầy tự sự về người cha nữa, thì nó lại càng khiến cho người xung quanh rung động. Đến cô Ốc hay cô Trang ai cũng xúc động. Và chú Nghĩa cũng như thế. Một lần nữa chúc mừng cho Thái Hà và cảm ơn lớp học Nhi Sắc Nhí. Yeah.
xưa vẫn còn đây. Gom cả vầng trăng làm thơ xin gửi tặng người tình xưa, không biết mấy chữ sông kia có nhớ bên bờ, cũng đành chỉ là mộng mơ. Khúc hát nghe thương xuôi lòng gợi xuyến, sương lạnh vầng trăng dần tan, cùng vui với đêm hoa đăng, ngày mai biết còn gặp chăng. Dù ai ngóng mê chân trời, còn ghi nhớ mai đêm này, tình yêu như đã đong đầy, kỷ niệm xưa vẫn còn đây. Cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này con dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không con? Có. Cô dựng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn cái luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá. Nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà nó linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và con tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm cái gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ,
em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô Vinh. Để coi thái độ của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Anh thèm ăn yến. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại từ các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Cảm ơn con, mời con vào trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ồ, đẹp quá. Đẹp quá, Vũ Đoàn ơi. Xin chúc mừng cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các vũ công của Vũ Đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ, mời cô... Em nhìn cũng coi hiệu trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống, em thấy được cái bộ nữ trang không? Em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ, rất là lấp lánh. Đó, thấy không? Con nít không có nói dối đâu nha cô. Lấp lánh lắm luôn. Cô cảm ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha, chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi. Tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng. Kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi, phải không mấy đứa? Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục và có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi, và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, để trào mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Kính chào quý vị đến với chơi vòng loại cuối cùng của đoàn Lô Tô Lệ Liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số. Số gì ra, 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 kể ra con mấy gì ra. Các chị em ơi, vỗ tay lên nào. Con số 6 là con số 6. Kể ra con mấy còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em ơi tăng mãi mưa ngủ có cầu hổ trước trên dài ngân hà trước nợ hồi ngủ ngủ lang sau một năm dài xa chẳng còn em nhớ. Chỉ bằng giấc mong cốt hận gì ai gieo cảnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Câu số đường bàn thang kêu gào 46 ai kênh có người kênh nào ơi. Mấy chú tôi kinh rồi nè. Trời già má ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi mấy. Cháu quà lẹ lên đi. Trời cháu quà đi, cháu quà. Cháu quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái gì vậy trời? Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Trời cảm ơn chú. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh rồi. Xong chú kêu em rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay. Rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Sao Mưa Giông. Thank you.
Con nói gì biết đi. Dạ chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á. Nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con có gian xe để bánh xe để tìm ba của con. Ba trong đồng lô tô hả con? Đâu trời có đất ơi, đàn ông đâu. Trời ơi có mà ngủ là cục đêm thôi à. Không có mai gì ngủ lại đêm mà quan trọng ngủ ở đâu. Ngủ ở với bà đó. Thôi đi má ơi. Trời ơi. Thấy ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đi nè. Bây giờ cái con ngủ với mấy bà thì quá với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liệu về mới liệu về kìa. Má liệu. Má liệu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà. Là muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoán ngôi đó con à. Má, má. Má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày, đứa nào đẻ vậy? Trời ơi, má ơi, má ơi, má, má, má. Má, má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai đó. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Trời ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ con không có biết mặt ba của con. Con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba con lại trong cái đoàn này. Thưa má. Cái gì vậy? Mày,
con mày là ba đó hả? Không có, định thưa đi ngủ thôi, không có gì. Trời mà, con vô nè má. Vô nè má, ba đâu đi trời. Đi vô đi. Mày đến đây. Đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi, con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ, quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa bà không con? Dạ có, con có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi, thở còn đầu đinh. Con ơi, rồi con có hận ba con không? Dạ không. Tình thương dạt dào khắc ghi trong lòng. Dù ba lỗi lầm chi con khờ vẫn không ô buồn. Lời con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà. Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi. Rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Đi vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì dì Liễu biến thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì đó vậy? Cái gì vậy? Cái bộ màu vậy? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Quân là thằng nào lôi đầu nó ra đây? Ủa, bộ nó thằng Quân? Nó mới vừa chém đàn em của tôi, rạch mà nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lôi ra đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Dạ. Phá nát cái đoạn lô tô cho tao. Phá đoạn lô tô à? Chị em. Dạ. Không. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ này ỉ muốn cái gì? Đừng có ỉ nè nè đàn ông. Sao? Muốn cái gì? Hả? Ê. Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó chị em, rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng. Bà có chịu giao thằng Quân cái này không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Ờ. Tôi mà. Má, trời ơi con ơi, nó đánh con chết con ơi, đừng mà con quỷ thôi nhỏ. Thôi tha cho nó con nít mà. Mày, thôi tha tôi về, bán cho bộ của người ít nhất của mình gái cho mẹ. Đem đi. Đó là con nít. Con ơi, con ơi, mẹ ơi, cứu con. Tôi là ba của nó nè. Con. Ba là Đức nè con. Vâng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này. Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, biết cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị, và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đăng Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng, làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó. Và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô Tinh ơi, cô rất là tinh. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi. Rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó, diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Xa Mưa Dông. Rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng, cô tập trung, cô xem, y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác. Cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Yeah. Cảm ơn cô. Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn thử tài siêu nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc, cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu Lô Tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim Lô Tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé, hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng, căng thẳng, và để cho người khác mới hiểu được cái Lô Tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì. Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đan xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn Lô Tô có tình nghĩa, sạch sẽ, con hát rất hay, kỹ thuật rất tốt. Chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa học lựu.
từ các cô chú khác. Một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đây nè. Coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi. Bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ chăng cô đơn, con thương mẹ chăng. Ngày nào mẹ chăng cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nha. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía, con bé khỏe lắm. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu. Nên con cũng hơi mệt một chút, nhưng không sao. Tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thợ công ty cấp đầu tháng uống cho đỡ đói. Vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếm vậy đó. Thì con bé này chắc là vướng bệnh lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như ở quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ấm êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân. Rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm nhỏ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. Ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả. Chỉ có trời, có sao, có mẹ trên trời cao, ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ chăng nha ông. Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông. Ừ. Oh yeah. Yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai, để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì. Chẳng như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ, con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi,
thì nhìn lại mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái này chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiện con vào thành phố, dúi vào tay con dâm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai cũng tốt với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây giờ mẹ chẳng còn ở rồi. Mẹ biết không, bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia mẹ hãy yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái nữa. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mạnh, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi cuộc đời quá sâu, chẳng vòng tay nào ôm con thật lâu. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng giống như mẹ đâu. Ôi à mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Con càng lớn đường về càng xa. Được.
cái nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi, con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng roi như mẹ, mẹ đâu. Chúc mừng con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè. Khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con, con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho dạ, cô Việt tuyệt Hương. Vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần, một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng để nhấn nhá hoặc biểu lộ tình cảm chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy, chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đối với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm, tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi, hát hay, diễn được như con. Mà nhưng, đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã vậy con còn ở vùng xa tới đây, mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu, để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn, thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ô bé, nó thuyết trình giỏi quá, hùng biện giỏi quá, nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mẹ đó quá, con muốn ở với mẹ đó. Mẹ đó là có thai 5 tháng rồi, mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn.
những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia hai cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị vì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm dạ. Nha. Ừ, cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết. Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn á, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá. Đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy. Đó, cho nên với cô thì cô có thể chăm chút chút xíu. Nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về nếu mà được vào vòng trong, có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, tết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Ở đây, chiếc số đi. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy cô chú. Chú mua giùm con tẩy chú. Cô mua giùm con tẩy cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi mua giùm con đi cô. Con mang ơn cô chú thương tình giúp con. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Nhà con nghèo gian khổ. Chúa cây này. Bác ơi, mua giùm con tờ giấy số đây. Lơ bêu như gái. Giấy số, giấy số chiều sổ đây. Lan thanh vượt với chú ơi, đâu. Mua giùm con tờ giấy số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây 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 đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp. Chú mua. Dạ con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15.000 được không? Dạ chú đưa con 10 thôi. Thôi cho mua 15.000 luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. My gen chú cây này. Lèo bèo như gà. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi mua một con tờ số đi chú. Yes. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba.
đi qua nhà bạn chơi. Vàng, không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Vàng, vậy là con trốn học thiệt hả Vàng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Vàng ơi, con làm ba thất vọng quá Vàng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Ba không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Đi đi, ba không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bắt thiếu. Vàng. Thật ra con trốn học là con đi bán vé số hả Vàng? Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ còn bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngày ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói lần rồi con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tiếng nỉ còn bổn phận người cha, khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba. Mình ơi, mình có nghe con Vàng nó nói gì không nghe mình? Ba, con năn nỉ mà con quay lọc á, ba trường đi bán vé số của ba nha ba. Con nỉ ba cũng làm được mà. Ba và con đi bán vé số của ba. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái. Chú. Chuyện gì vậy anh? Không có. Trời, con ơi con. Chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ vé số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Số rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì số rồi chú mới mua đó.
Sao chú? Tờ ơi, cái tờ giấy số đó là tờ trúng độc đắc đó con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Bán cho chú đi, bao giờ chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, 02. Ở đây con có một tờ này ba. Có một tờ ba. Này giấy dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ừ, cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 không không hay. À, trời ơi, trời ơi, tung động đất rồi con ơi, trời ơi, tung động đất rồi con ơi, trời ơi, gì liền, xin lỗi, anh ơi, không nghe nè anh ơi, không mấy, anh ơi, chi anh tờ được không anh? Cảm ơn nha. Ông mấy trả lại tờ giấy dò, đây giấy dò. Sao vậy? Tờ cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ôi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu, nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó, thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc, nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước, thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha. Cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên, và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn, ví dụ bán giấy số thì sao mà bán dài thế nhỉ, bán hết cho khán giả bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người, mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi bình tĩnh. À, chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này ấy, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh, để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này, làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt phải không? Canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả, kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê, yêu quê, nhớ quê và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn im bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, Tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ lan xa đã từng thốt lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờ
rờn, mây mờ trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàn lời hay ý đẹp để gửi ca vẻ đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự phân tỉnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như muốn lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ nên con người ở đây thường sang trọng chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi đã tạo cho con người nét đỉnh cấp điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ nên con người ở đây thường cởi mở hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước. Nó là thiên nhiên ưu ái băng tặng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiệu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Còn đâu
Wow. Dạ, bây giờ thì em xin chào cái máy nói. Bây giờ thì Đại Nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình. Nãy bưng bá trên cao đầu bài, bà nói mình đã sợ rồi. Tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong rung lẩy bẩy, hai chân rung rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm mà bà vẫn cứ nói. Hạ bà xuống bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bà lên trên cái bục, bà cũng nói. Cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở. Mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu. Và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại. Cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn. Con đứng không đó, con làm cái này cái kia. Ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con. Đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hung miếng đi. À, thì cô đang trang hung con miếng kìa. Thôi, rồi ông ấy đứng đây luôn cũng được. Đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận xét. Để cho nói trước đây đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hằng, hay chị Hằng nữa chứ không phải là em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói. Chứ đâu ra mà trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra. Chị cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! À, các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là bài hòa âm. Và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức. Và bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả. Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia. Và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn. Mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ có tố chất. Còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy không, bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi. Cho chú Nghĩa hùng miếng. Rồi, chúc mừng con gái. Rồi, chàng trai với thầy Quốc Đại cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngõ mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó bên xưa
sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cô chú ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ tên của con là Trần Châu Kim Anh, con đến từ Sóc Trăng, con 10 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Bông Dáng Mẹ Hiền. Thank you.
Dễ thương quá, cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng, cái giọng ca của con cũng sáng. Mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chó, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Dạ. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướn người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. Có người giúp hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á. Mẹ thương con có hay cha, thương từ khi thai nghén trong lòng, mai nắng sớm chiều mưa. Cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang, cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ làm sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Dạ. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên, hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ, cả hai. Cả hai. Cô Bình Tinh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tinh nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tinh cảm nhận con có một cái nét ca giống như là anh Quách Phú Thành, Quán Quân mùa 1. Bây giờ Bình Tinh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống Chí Thiện đó. Yeah. Em hết chị. Nè, con nghe chú nói nè. Cô Bình Tinh nói con giống Quách Phú Thành, Quán Quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc kẹ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Một cô bé quá dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhập đất, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai bạn ơi. Nhịp vàng câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi siết tay ấm nồng. Chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng. Và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra. Tháng qua đi cách xa
đêm qua đi giây phút đón năm mới xa. Đúng thật, bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con. Không biết là cô Vân Trang cảm xúc như thế nào, xin mời cô. Thật ra thì lúc mà cái follow chụp lên hai con á, cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm. Ngày xưa cô là bí thư đoàn trường, cuối năm đó thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân, đó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Hai đứa chơi với nhau rất là thân và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè. Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình, hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương. Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh. Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp, con giống như là ca sĩ. Mọi người vui lên, hát lên nào. Thì cô rất là thích cái đó. Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu, đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi, từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái cách biểu diễn của mình. Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm. Cho nên là cô nghe cái ca khúc này, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn đã thể hiện rất là tốt. Cảm ơn cô. Đức Vĩnh chủ động hơn chút. Yeah. Nhưng giọng cô này rất đẹp. Yeah, đó, cả hai hòa hợp với nhau trong từng tiết mục ở những vòng thi. Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà càng xem tụi con hát càng để ý kỹ tất cả những cái kỹ thuật của tụi con, thì cô càng phải nói là cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh với Quỳnh Anh. Cô thật sự khâm phục hai đứa con. Bởi vì như cô Vân Trang biết, đây là cặp đôi mà rất là được khán giả biết tới, rất là hot trên mạng là hát dân ca. Ngay cả là đây cũng là quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên, cũng hát dân ca, hát đẹp từng nốt chữ, rất đẹp cả hai đứa con. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hát nhạc nhẹ, chuyện gì xảy ra với tụi con? Tụi con hát rất là thông minh. Cái thông minh ở chỗ, từ trong cái nhã chữ, từ trong cái làn hơi của mình, nắm bắt cái tinh thần của bài hát, các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường, giống như các con chưa từng hát dân ca. Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con trong cái cặp đôi vàng nhí này, luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con. Chúc mừng hai đứa con. Cô, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ca khúc này á, hồi xưa chú tuổi thơ chú dữ dội lắm. Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh hoạt đoàn này, rồi cắm trại, dạ, hội trại đó, rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ. Rồi chú Nam hôm nay cũng thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Xù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi. Anh hỏi câu gì mà thường thế sợ? Có sao không? Cái đó chắc học sinh không có ai mà không có, đúng chính không? Chính xác. Nhưng mà quan trọng là copy kiểu gì? Chị Trang, chị copy kiểu gì? Chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa, bây giờ chị kể thử coi. Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó. Trời ơi. Mà cô Trang cũng rất là khôn, tại cây thước cây nó có bốn mặt không? Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi. Chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao? Thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình bỏ ra mình coi. Mình viết vô. Vậy là chị khác em rồi.
Em là em lấy cây viết chì, em viết lên trên này luôn. Cây viết chì thì nó bóng bóng, mình phải nhìn theo theo hướng chiều ánh sáng thì mình mới thấy được. Cô mình nhìn xuống đâu có thấy đâu. Viết viết chì dưới bàn luôn, viết xong bôi. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi, còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ, cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi, trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, sao thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi, đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem đó là thôi, những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi, tự mình chậm lắm, tự tin. Cái mặt mình hết lên trời, vào mình không sợ thầy giám thị, không đúng sợ rồi. Cô luôn. Mà vào đúng bài nào cái là viết 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 xong rồi ra sớm là oách. Đó cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào. Coi như là một bí kíp nhỏ cho các con đúng không ạ? Còn với đó, cái bài hát này thì sao ạ? Thì hai con thì đã quá quen với lại hát dân ca rồi, rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi, nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa. Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con á là chỉ có tụi con thôi, tụi con phải khuấy động sân khấu thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào đó. Thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả và gọi là rất là sung nhảy và di chuyển, làm cho các cô chú đều nhún nhảy theo. Thì chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm bản thân mình để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình đến đâu. Nói chung là chúc mừng các con đã có một cái ca khúc rất là vui tươi, đúng lứa tuổi và rất là sôi động. Nó khác với mình thường ngày, nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao, đúng không? Rồi, tạm biệt hai con. Tội gì tạm biệt. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Chúc mừng hai con. Bình tĩnh tụi con. Lâu lâu cái từ tạm biệt. Tạm biệt hôm nay thôi, rồi từ sau mình gặp lại nhau nha. Tụi này không có loại trừ gì, cười lên coi. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Có người không phải kẻ đầu tiên thống trị vùng đất này. Ngày xưa rất xưa, những quái vật đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên thay nhau tác quái, không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày, truyền thuyết xuất hiện. Xì rào ngọn gió, gió ở trên nắng, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Xì rào, 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 xì rào. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, lạ lùng con nâu cơ, gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trong trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sông đại dương có bàn tay cha giàu, mặt đất hoang vu, mèo cơ xây đá. Tìm lời ru của biển, xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Xì rào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Lòng tơ vương không quản rừng cao sông cách trở, cùng đến Phong Châu xin mỹ nương. Khi tình yêu gạt đi lý trí là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn. Khi tình yêu đã tàn, kiêu hãnh.
ứng khát máu, sáng xăm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả Loa Loa, ai là người tài giỏi, mau ra cứu nước nhà. Chú bé sông đã lớn nhanh thật rồi, yêu quê hương yêu nước ngon nhà. Lũ giặc đến chú xâm phạm nước ta, sông sẽ đánh cho quân giặc thành ma. Sông đã lớn sông đánh giặc một mình, cho người dưng sông nguyên vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước Nga. Thanh sông ngã năm anh hùng, thanh sông ngã lời vẫn ghi. Thanh sông là trang anh hùng, thanh sông là người nước Nga. Quá tuyệt vời, thank you dancer, xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng. Bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau. Trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh giống nữa. Và âm nhạc đúng sở trường của mình đúng không? Cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo. Mời chị Đoan Trang trước ạ. Thực sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng. Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện này cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần ha, hai cái vương miện của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, mình đã chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô đó, yên tâm. Chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính, một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và thay xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra, tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công. Cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy làm sao? Chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú. Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị rung, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự rung rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần rần, là chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này. Và cuối cùng là thánh giống đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta.
là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả ở đây. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống văng bằng đó, thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á và thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình mới phăng ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng, nó không rồi, đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi, tụi con đang rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ. Và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dâu.